Phúc Khang xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay Phúc Khang tiếp tục làm video clip câu cá giải trí tại ngã ba sông Phước Long. Phúc Khang xin cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã ủng hộ và theo dõi kênh Phúc Khang. Đừng quên cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh, chia sẻ ủng hộ nha cô chú anh chị và các bạn. Cá sông làm như cá nuôi vậy. Thấy thằng câu quay mấy cái không có chạy đi. Á à, quá trời luôn cả nhà. Cả chục cần thủ luôn. Phong cảnh rất là đẹp. Khu câu cá lý tưởng luôn cả nhà. Trời ơi, cháy quá trời luôn. Trời ơi, lá xanh lè mà nó cháy hết luôn rồi. Trời ơi, ghê không? Trời ơi. Ghê không? Dập gì dập? Gió làm, nó cái lá xanh đó. Cái lá xanh nó xèo á. Đó. Còn hơn pháo bông luôn. Sao vừa tươi nó cháy luôn. Trời ơi, còn hơn pháo bông luôn á cả nhà ơi. Sợ quá chạy ra ngoài luôn rồi. Ghê không? Có lửa là có cá đó. Hả? Đây là hiện trường vụ quả quạng. Cháy rồi, cháy lớn luôn rồi. Quá trời quá đất luôn. Alo. Đúng rồi. Trời ơi, ông nội nào ông đốt vậy trời. Trời ơi, có nó nổ rồi này. Trời ơi, nó kêu quá ghê không? Táp vô lửa thôi. Trời ơi, cháy rồi đó. Trời ơi, đó. Trời ơi. Ghê thiệt chứ. Cách con sông vậy đó. Cách nguyên một con sông lớn là vậy đó. Trời ơi, quá trời quá đất rồi. Cho nó bay đen nhà luôn anh Quân ơi. Chết luôn. Kia nào cũng đi bên bển luôn. Trời ơi, cháy rồi. Ghê không? Chém lá luôn. Quá trời ông nội nào. Nữa cái vừa đó mà nó cháy rụi là nhìn xuyên qua bển luôn. Ông nội nào ông ác dữ, ông đốn gì vậy trời. Có ai mà điên bắt quá trời cháy lớn bà con ơi. Mướn thợ vô săn lắp mặt bằng đốt cái đồ nó có mặt bằng luôn. Trời ơi kìa coi nó cháy rồi, cháy lên đọt cây luôn rồi kìa. Phân lô bán luôn. Ghê không? Rồng lúc đâu có nhà. Em đi khải không? Trời ơi cháy. Cháy lớn. Lắm. Không tâm. Đã không? Lo quay trái không có quay dính cá luôn cả nhà ơi. Dính cá quá trời nãy giờ luôn không có quay. Phúc Khang sẽ đem cá đẹp, cá chép to lắm nha cả nhà. Quá ngon. Cá chép đẹp đồ cá đồ Phúc Khang đem về hồ, Phúc Khang anh thả nuôi hai trời từ nãy giờ cá, cá loại cá khác á, Phúc Khang sẽ thả lại nha cả nhà. Phúc Khang câu giải trí xong rồi Phúc Khang thả lại phóng sanh lại. Đây, thả vô hồ nuôi nha cả nhà. Đó, cá đẹp của Phúc Khang bỏ vô hồ nuôi. Có oxy luôn đầy đủ. Đây cá này của Phúc Khang câu không đó. Còn cá nhỏ, cá chơi, cá gì đó là Phúc Khang thả lại phóng sanh lại. Câu giải trí câu vui thôi, câu làm clip cho cả nhà xem thôi. Đẹp không cả nhà, thấy mê không? Cho nó ăn giết nó quen, nó mừng, nó thấy nó mừng nè. Đó, gõ kiến nó bu nè. Đây bắt đầu còn em này mới câu dính nha cả nhà. Đó, giờ bỏ vô nuôi nè. Cầm vô máy nè. To lắm cả nhà ơi. Thôi vô hồ nuôi nha, vô hồ giờ sao. Vô hồ, vô hồ nha. Vô hồ à, sống nha. Ở nha. Trời ơi, con cá mới để cái tay vô là nó táp hết hồn. À, vô đây sống nha, ở ngoài kia nó chích điện chết á. Ở đây là ăn uống đầy đủ. Rồi nó vô mới là nó lớn nhất luôn trong đàn luôn.
Mê không? Cái này là có trứng mà bố nó đẻ nè. Trời ơi, nó chưa nó vô quậy đục ngầu hết. Để mở oxy lên. À, cá sông mình mới câu mới dính mình đem lên thì mình mở oxy cho nó thở phụ nha cả nhà. Phúc Khang mở oxy chừng ngày hai ngày là Phúc Khang sẽ tắt. Nó chưa có quen, nó quen rồi mình tắt, mình không cần phải dùng oxy. Có máy lọc là đủ rồi nha cả nhà. Còn các loại cá như cá chê, cá nhỏ bé to gì cũng vậy ha cả nhà. Phúc Khang sẽ thả lại hết, Phúc Khang không bắt, trừ khi những cá nào đẹp đẹp thì Phúc Khang đem về hồ Phúc Khang nuôi thôi, còn toàn bộ là các cá khác thì Phúc Khang sẽ thả nha cả nhà. Đây hôm nay câu cũng khoảng mười mấy hai chục em cá cả nhà, mà do trái lớn quá lo quay không có quay dính cá. Phúc Khang xin cảm ơn cả nhà theo dõi video của Phúc Khang. Nếu thấy hay cho Phúc Khang xin một like, một đăng ký kênh chia sẻ nha cả nhà. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các bạn video tiếp theo. Phúc Khang xin trân trọng cảm ơn cô chú anh chị và các bạn đã theo dõi video. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.